kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thời hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy pháp tánh hợp với không, chẳng thấy không hợp với pháp tánh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới hết được gọi là tương ưng Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Bồ Tát chẳng quán pháp tánh là không, cũng chẳng quán không là pháp tánh. Vì sao? Vì hành không tức là được pháp tánh, duyên pháp tánh thì mới hết được không. Pháp tánh và không chẳng khác nhau, cả hai đều là rốt ráo không cả. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thời hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy nhãn giới hợp với không, không hợp với nhãn giới, chẳng thấy sắc giới hợp với không, không hợp với sắc giới, chẳng thấy nhãn thức giới hợp với không, không hợp với nhãn thức giới, dẫn đến chẳng thấy ý giới, pháp giới, ý thức giới hợp với không, chẳng thấy không hợp với ý giới, với pháp giới, với ý thức giới. Tương ưng không như vậy gọi là tương ưng đệ nhất. Luận: Nhãn giới chẳng cùng hợp với không và không chẳng cùng hợp với nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới là hữu mà không là vô, có hữu chẳng phải là không vô, và nghịch lại, không vô chẳng phải là có hữu. Bởi vậy hữu và vô chẳng có hợp với nhau được. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ các pháp tướng đều là tán hoại, hết thảy các pháp đều tự tướng không, đều chỉ có nơi danh nơi tướng, đều chẳng thật có, đều chẳng nên chấp đắm. Dẫn đến tự tướng không đó cũng chẳng nên chấp, vì không cũng là bất khả đắc. Cho nên nói nhãn giới không chẳng phải là nhãn giới không, như vậy mới thật là nhãn giới không. Nhãn giới và không chẳng cùng nhau tương hợp, vì cả hai đều là tự tướng không, đều là bất khả đắc cả. Dẫn đến sắc giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng chẳng cùng với không tương hợp, tất cả đều là tự tướng không, đều là bất khả đắc cả. Hỏi: Vì sao ở đoạn kinh trên đây chẳng có nói đến năm ấm mà chỉ nói đến 18 giới mà thôi? Đáp: Nói về 18 giới là đã tóm gọn đầy đủ hết thảy các pháp rồi. Có hạng người ở nơi tâm và sắc còn có lầm chấp về các sắc pháp, lại có hạng người ở nơi tâm và sắc chẳng còn có lẫn chấp về các sắc pháp. Đối với hạng người sau, khi nghe đoạn kinh trên đây nói về 18 giới là liền được ngộ. Hỏi: Thế nào gọi là tương ưng đệ nhất? Đáp: Nghĩa không là thâm áo tạng của chư Phật khắp trong mười phương, đây là cửa duy nhất dẫn thẳng đến Niết Bàn Bồ Tát, chẳng có cửa nào khác. Lại nữa, tương ưng không mới có công năng phá giải các tà kiến hí luận. Bởi vậy nên tương ưng không là chẳng thể hoại, chẳng thể phá, là tương ưng đệ nhất vậy. Kính: Lúc bấy giờ Phật khai thị các nhân duyên hành đệ nhất không. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành đệ nhất không, chẳng đọa về thanh văn và bích chi Phật địa, thường tịnh Phật quốc độ, giáo hóa chúng sanh, mong được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, trong các pháp tương ưng thì Bát Nhã Ba La Mật là pháp đệ nhất, pháp tối diệu, chẳng có pháp nào bì kịp. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là tương ưng với không, vô tướng và vô tác. Phải nên biết rằng Bồ Tát này đã được thọ ký hay đã gần được thọ ký. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập tương ưng như vậy hay là lợi ích cho chúng sanh mà chẳng dấy niệm nghĩ rằng ta cùng với Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, chư Phật sẽ thọ ký cho ta, hay ta gần được thọ ký, hay ta sẽ tịnh Phật quốc độ, hay ta sẽ được vô thượng Bồ Đề và sẽ chuyển pháp luân. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào ra ngoài pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có pháp nào gọi là được chư Phật thọ ký, chẳng thấy có pháp nào gọi là vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có pháp nào gọi là chuyển pháp luân. Vì sao? Vì khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy có tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tướng kiến giả. Vì sao? Vì chúng sinh là rốt ráo bất sanh bất diệt, nên là chẳng có tướng sanh tướng diệt. Nếu các pháp đã chẳng có tướng sanh tướng diệt thì cũng chẳng có pháp nào gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật cả. Này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy có chúng sanh, nên cũng chẳng thấy có chúng sanh được độ. Vì sao? Vì chúng sanh là không, là bất khả đắc, phải ly tướng chúng sanh mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát, chú nơi đệ nhất tương ưng, trong các tương ưng thì đệ nhất tương ưng là hơn hết. Vì sao? Vì tương ưng mà chẳng tương ưng mới là đệ nhất tương ưng. Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập tương ưng như vậy nên chẳng sanh tâm sân tham, chẳng sanh tâm phạm giới, chẳng sanh tâm sân nhuế, chẳng sanh tâm giải đãi, chẳng sanh tâm loạn động, chẳng sanh tâm vô ký, chẳng đoạn về nhị thừa địa. Luật nói về tương ưng không có hai nghĩa, đó là pháp không, bất khả đắc không.
Bồ Tát hành pháp không thì chẳng đọa về nhị thừa địa. Bồ Tát hành bất khả đắc không thì chẳng đọa về bất cứ cảnh giới nào. Nếu xét về phương tiện thì có hai trường hợp. Đó là nếu chẳng tu phương tiện không thì đọa về nhị thừa địa. Nếu có tu phương tiện không thì chẳng đọa về nhị thừa địa mà thẳng đến vô thượng bồ đề. Lại nữa, xét về phương tiện còn có hai trường hợp nữa. Đó là nếu có tâm từ bi thì vào được cửa không dẫn đến tịnh Phật quốc độ, chẳng có đọa về nhị thừa địa. Nếu chẳng có tâm từ bi thì đọa về nhị thừa địa. Bồ Tát trú trong tương ưng không, được vô chướng ngại, thường giáo hóa chúng sanh, dạy họ hành 10 thiện đạo, khiến cho quốc độ Phật được trang nghiêm thanh tịnh. Hỏi: giáo hóa chúng sanh là đã tịnh Phật quốc độ rồi, như vậy vì sao nói có Bồ Tát thì quốc độ Phật mới hít được thanh tịnh trang nghiêm? Đáp: nhờ có Bồ Tát phát đại nguyện giáo hóa chúng sanh, dạy họ hành 10 thiện đạo mà quốc độ Phật được thanh tịnh trang nghiêm. Ví như phải nhờ có sức kéo của trâu mà cỗ xe mới lăn bánh mới di chuyển được vậy. Hỏi: trước chỉ nói tương ưng không, sau này nói hành bát nhã ba la mật tương ưng với không, vô tướng và vô tánh, nói như vậy có mâu thuẫn chăng? Đáp: phải nên phân biệt bát nhã không vì bát nhã không. Trước nói về bát nhã không vì có người nghe nói về pháp không lại phải chấp tướng không, nên phải nói đến bát nhã không. Dùng trí huệ bát nhã để thấy rõ hết các pháp, nơi thật tướng đều là không. Biết không mà chẳng nên chấp không mới là bát nhã không. Lại có người chấp rằng không là đệ nhất, còn vô tướng vô tác chẳng phải là đệ nhất, nên là phải nói vô tướng vô tác cũng đều là đệ nhất cả. Vì sao? Vì không vô tướng vô tác chỉ là một, đều là tối thượng, là tôn quý vậy. Hỏi: vì sao nói vào được cửa không là được Phật thọ ký? Đáp: khi mới hành đạo Bồ Tát còn nhục thân, lúc bấy giờ Bồ Tát chỉ mới có được lực trí huệ, chưa có được vô sanh pháp nhẫn, nên phải phân biệt theo nghĩa của không để Bồ Tát được rõ. Khi Bồ Tát vào được cửa không rồi thì sẽ được Phật tán thán các công đức, nên gọi là được Phật thọ ký như vậy. Nên phân biệt có ba hạng Bồ Tát được thọ ký, đó là Bồ Tát đã được thọ ký, Bồ Tát sắp được thọ ký, Bồ Tát trong đời vị lai lâu xa sẽ đoạn trừ sạch các kiết sử và sẽ được Phật thọ ký. Hỏi: Bồ Tát đã được đệ nhất tương ưng rồi, sao chưa được Phật thọ ký? Đáp: nếu Bồ Tát tu các phương tiện trí huệ mà chưa được đầy đủ công đức thì chưa được Phật thọ ký, phải có đầy đủ công đức rồi mới được Phật thọ ký. Lại nữa, có Bồ Tát loại căn khi nghe được thọ ký có thể sanh tâm kiêu mạn, bởi vậy Phật phải tán thán công đức của các Bồ Tát để khuyến tấn các vị ấy tu thuần thục cho đến khi được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát loại căn đã được tương ưng không rồi sẽ chẳng còn lay động nữa. Các Bồ Tát độn căn nếu tinh tấn hành Phật đạo cũng sẽ được Phật thọ ký, cũng sẽ được vào niết bàn an lạc. Lại nữa, người thế gian thường chỉ cầu được hai điều lợi, đó là lìa được khổ, hưởng được vui. Bồ Tát chẳng phải như vậy, Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng sanh tâm kiêu mạn, chẳng cầu được đền ơn đáp nghĩa, chỉ cầu được tịnh Phật quốc độ mà thôi. Hỏi: thế nào gọi là xuất phát tánh? Đáp: nếu hành bát nhã ba la mật mà chẳng thấy có hành thì đó gọi là xuất phát tánh. Trái lại, nếu hành bát nhã ba la mật mà còn thấy có hành thì đó là còn chúng sanh tánh. Ở nơi phát tánh, Bồ Tát quán chúng sanh đối với phát tánh nên chẳng sanh cao tâm, chẳng cầu được đền ơn đáp nghĩa, chẳng thấy được thọ ký. Vì sao? Vì Phật Bồ Tát đều là không. Bồ Tát hành không như vậy là được vô thượng Bồ Đề, mà vô thượng Bồ Đề cũng là không vậy. Phật dạy Bồ Tát chẳng có khởi chấp tướng chúng sanh, vì rõ biết tướng chúng sanh là do giáo bất sanh bất diệt, là không, là bất khả đắc. Như vậy nếu lìa được tướng chúng sanh thì cũng lìa được tất cả các sự tướng khác. Ví như lìa được tướng nóng thì cũng chẳng còn có tướng lửa nữa. Vì tương ưng không là đệ nhất, là thắng diệu, nên Bồ Tát trú ở nơi không mà khởi các bản nguyện loại sanh của mình. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy chúng sanh ở ngay nơi không mà điên đảo lầm chấp có chúng sanh, có pháp, tự tạo ra cho mình bao nhiêu kiết sử phiền não, để rồi phải thọ lãnh bao nhiêu nỗi khổ đau. Do thấy chúng sanh như vậy mà Bồ Tát khởi tâm đại từ bi, thương xót họ, phát đại nguyện cứu họ thoát khổ. Lại nữa, Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật, biết rõ hết thảy pháp đều là vô thường, nên chẳng chấp đắm tài vật và thân mạng, thường hành bố thí làm lợi lạc cho chúng sanh. Bồ Tát thanh tịnh như vậy là tương ưng với hành không vậy. Hỏi: nếu chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có thế gian thì cũng chẳng có bố thí.
Như vậy Bồ Tát làm sao hành bố thí được? Đáp: vì chúng sanh cần nên Bồ Tát hành bố thí. Khi hành bố thí, Bồ Tát chẳng có trụ chấp nơi bố thí. Bồ Tát hành bố thí với tâm thanh tịnh, với tâm không, nên được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Hết quyển 37.